Trước tình hình thiếu xăng dầu cục bộ tại nhiều địa phương trên cả nước gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh, đi lại, sinh hoạt của người dân, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã có chỉ đạo hai bộ Công Thương và Tài chính thực hiện ngay nhiều biện pháp để đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong nước. Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát sửa đổi Nghị định 95 và Nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu báo cáo trong tháng 10. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương cần chủ động bám sát tình hình thực tiễn, diễn biến thị trường, khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm tra, giám sát, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi đầu cơ găm hàng, buôn lậu xăng dầu và các hành vi vi phạm khác. Bên cạnh đó, Bộ cũng khuyến khích tạo điều kiện cho các doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo nguồn cung xăng dầu và an ninh năng lượng quốc gia. Trước đó, trước tình trạng một số các doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ xăng dầu đóng cửa hoặc tạm ngừng kinh doanh, tập trung tại một số các tỉnh thành phố phía Nam như thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, An Giang, Bình Phước, Đắk Lắk. Chiều ngày hôm qua 12 tháng 10, Bộ Công Thương đã tổ chức họp báo thường kỳ nhằm cung cấp thông tin xung quanh thị trường xăng dầu. Đứt gãy nguồn cung, doanh nghiệp đóng cửa, cuộc sống của người dân bị đảo lộn, nhiều bất cập trong điều hành xăng dầu lộ diện. Đây là những nội dung được nhiều phóng viên, các cơ quan thông tấn báo chí đặt ra. Tuy nhiên, chưa nhận được ngay câu trả lời. Tại cuộc họp báo, nhiều phóng viên đề nghị Bộ Công Thương công bố rõ số liệu nhập khẩu xăng dầu, đồng thời dẫn số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy chỉ có 19 trên 33 doanh nghiệp xăng dầu đầu mối thực hiện nhập khẩu xăng dầu trong quý 3 vừa qua, 14 doanh nghiệp còn lại chưa bị xử lý trách nhiệm. Thống kê của Bộ Công Thương cho thấy chỉ có khoảng 100 cửa hàng xăng dầu ở thành phố Hồ Chí Minh đóng cửa. Tuy nhiên, theo phóng viên cho rằng con số thực tế còn cao hơn nhiều, chưa kể ở hàng loạt địa phương ngoài thành phố Hồ Chí Minh. Trả lời về vấn đề này, theo đại diện vụ thị trường trong nước, nguyên nhân dẫn tới nguồn cung gián đoạn xuất phát từ việc 7 doanh nghiệp xăng dầu đầu mối chủ yếu ở phía Nam bị tước giấy phép thời gian qua. Trong quý 2 thì đây là cái giai đoạn mà giá xăng dầu thế giới đạt cái mức cao nhất từ đầu năm trở lại. Chính vì thế là khi nhập về và với cái điều hành vừa rồi thì các doanh nghiệp là lỗ rất là nhiều. Sang quý 3, từ giữa tháng 7 đến đầu tháng 10, giá xăng dầu thế giới lại có xuống giảm mạnh. Theo đó thì giá bán lẻ xăng dầu trong nước cũng giảm liên tục và nhiều doanh nghiệp bị thua lỗ lớn nên buộc phải thu hẹp hoạt động kinh doanh nhập khẩu cầm chừng. Tín dụng bị thắt chặt trong khi giá xăng dầu tăng, tỷ giá đồng đô và đồng Việt Nam đồng tăng và ảnh hưởng tới cái giá nhập khẩu, khó tiếp cận nguồn ngoại tệ, khiến các doanh nghiệp đầu mối không có đủ nguồn tài chính để nhập hàng. Theo nội dung trả lời báo chí mới đây của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước, thì Việt Nam có 36 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu và 500 thương nhân phân phối, 17 cửa hàng bán lẻ. Nhiều ý kiến cho rằng số lượng thương nhân phân phối tại Việt Nam là quá lớn so với các quốc gia trong khu vực, đề xuất cần bỏ ra trong chuỗi giá trị xăng dầu. Thì đấy cũng là cái trách nhiệm và đấy là cái việc mà Bộ Công Thương cùng với các bộ ngành khác có liên quan. Và chúng tôi là đầu mối và việc này là phải nhìn thẳng vào những cái trách nhiệm đó và phải có các biện pháp để xử lý, giải quyết. Thì là yêu cầu 10 các cái đầu mối là phải tăng cái nhập khẩu để bù cho cái lượng mà sản xuất trong nước. Nhưng mà nó có một cái mà sáng nay thì các doanh nghiệp bảo dùng cái từ tôi báo chí không cần phải nói nhưng mà là bảo là đen. Tức là lúc mua thì nó rất cao nhưng sau đó thì nó lại liên tục giảm. Và chính vì vậy là các doanh nghiệp mua như vậy thì rõ ràng là người ta sẽ bị lỗ. Tại sao nó có cái con số là bảo là chỉ có từng đây doanh nghiệp nhập khẩu mà một năm kể cả chúng tôi giao cho họ nhập khẩu thì không nhất thiết họ phải tháng này thì họ nhập bao nhiêu, tháng kia phải nhập bao nhiêu mà họ trong một cả năm thì họ phải nhập với một cái tổng lượng là nhập khẩu như vậy. Nhưng hiện nay lại có thêm cái chữ là tổng nguồn, có nghĩa họ vẫn phải nhập khẩu, à họ có thể nhập ngay ở trong nước, tôi mua ngay ở trong nước. Không phủ nhận trách nhiệm trong công tác điều hành, lãnh đạo Bộ cũng cho biết trong sáng nay đã tổ chức họp với Bộ Tài chính và các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, đặc biệt tiếp tục rà soát chi phí trong cơ cấu tính giá. Tại cuộc họp, nhiều phóng viên muốn đặt câu hỏi có hay không việc cấp phép tràn lan các doanh nghiệp đầu mối không đủ điều kiện dẫn đến việc thị trường bị đột ngột gián đoạn nguồn cung trong thời gian qua. Tuy nhiên, nhiều câu trả lời đã bị bỏ ngỏ ngay trong cuộc họp. Liên quan đến tình hình tại ngân hàng SCB, ngày hôm qua lượng người rút tiền đã giảm so với những ngày trước đó. Thậm chí là theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh, trong ngày 12 tháng 10, lượng tiền khách hàng gửi trở lại ngân hàng đã đạt gần 6.000 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức hơn 1.600 tỷ đồng trong ngày trước đó. Trên thực tế, đây là số liệu được SCB thống kê trên toàn hệ thống trong ngày 12 tháng 10 và báo cáo về Ngân hàng Nhà nước. Đại diện SCB cho biết, thời gian qua, nhà băng này liên tục vướng vào các tin đồn thất thiệt, ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động kinh doanh.
Tuy nhiên, sau khi Ngân hàng Nhà nước có thông điệp trấn an người dân và ngân hàng triển khai các chương trình tặng lãi suất huy động, số lượng khách hàng đến gửi tiền đã tăng trở lại. Dù là một trong những ngân hàng có biểu lãi suất tiền gửi cao nhất hệ thống ngân hàng, nhà băng này tiếp tục thông báo áp dụng chương trình ưu đãi lãi suất tiền gửi với việc tặng coupon lãi suất 0,5% điểm phần trăm cho khách gửi tại quầy theo tất cả các hình thức lĩnh lãi. Các kỳ hạn được ưu đãi lãi suất cộng thêm là từ 6 đến 11 tháng với các khoản tiền gửi phát sinh từ ngày 12 tháng 10 đến hết ngày 31 tháng 10. Hiện lãi suất tiền gửi online kỳ hạn 11 tháng của ngân hàng này ở mức 8,45% một năm. Khi tính thêm coupon lãi suất, khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất cao nhất là 8,95% một năm. Một tháng trở lại đây, khoảng 30 ngân hàng đã đồng loạt tăng lãi suất, trong đó khoảng 20 đơn vị ghi nhận lãi suất tăng tại tất cả các kỳ hạn. Việc toàn bộ hệ thống ngân hàng nhập cuộc đua tăng lãi suất huy động với mức tăng cao nhất 1,9% đã đưa mặt bằng về gần mức trước dịch. Cuộc đua lãi suất lần này cũng không chỉ ở các kỳ hạn gửi tiền mà còn cả với những khoản tiền gửi ngắn hạn. Cụ thể, tính đến ngày 13 tháng 10, có 12 nhà băng đang áp dụng mức lãi suất kỳ hạn 3 tháng là 5% một năm cho hình thức gửi tại quầy và 18 nhà băng áp dụng cho hình thức gửi tiền online. Như vậy, sau động thái nới trần huy động dưới 6 tháng lên 5% của Ngân hàng Nhà nước hôm 23 tháng 9, lãi suất kỳ hạn từ 1 đến 3 tháng đã tăng trung bình khoảng 0,9% trong tháng qua và có nơi tăng tới 1,9%. Còn với kỳ hạn gửi tiền 6 tháng, có 4 nhà băng trả lãi từ 7% một năm trở lên với hình thức gửi tại quầy và 8 nhà băng trả mức lãi này nếu gửi tiền online. Đây cũng là lần huy động lãi suất tăng trên diện rộng với mức tăng mạnh nhất sau hơn 2 năm trải qua đại dịch COVID-19. Thậm chí để cạnh tranh hút tiền, một số các đơn vị đã tung ra các chương trình chứng chỉ tiền gửi, có nơi gửi 10 triệu đồng nhận lãi suất 8,4% một năm, cao hơn nhiều so với gửi tiết kiệm. Thưa quý vị, còn hơn 3 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, song ngay từ bây giờ, các doanh nghiệp đã phải chuẩn bị sẵn nguồn hàng để có thể phục vụ cho người dân. Đại diện Sở Công Thương TP.HCM cho biết, các doanh nghiệp bình ổn thị trường, dự trữ nguồn hàng thiết yếu, phục vụ dịp Tết với lượng chiếm từ khoảng 25 đến 43% so với nhu cầu TP.HCM và thậm chí có sản phẩm chiếm tới 60%. Do đó, nguồn cung và giá cả hàng hóa dịp cuối năm dự kiến sẽ được đảm bảo. Để đảm bảo nguồn cung và giá bán hàng hóa, đại diện Sở Công Thương TP.HCM cho biết đã đôn đốc xây dựng nguồn hàng bình ổn thị trường. Các doanh nghiệp bình ổn thị trường dự trữ nguồn hàng chiếm từ 25 đến 43% so với nhu cầu thành phố, kết hợp với hệ thống bán lẻ để tăng chiết khấu, khuyến mãi để bình ổn giá, phối hợp với lực lượng quản lý thị trường không để xảy ra tình trạng găm hàng, tổ chức hoạt động kết nối cung cầu. Đến nay, thành phố đã khôi phục hoạt động 223 chợ, 3 chợ đầu mối, 236 siêu thị, 45 trung tâm thương mại và 3.012 cửa hàng tiện lợi. Cũng theo cơ quan này, trong các tháng cuối năm sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm để đáp ứng nguồn hàng, tăng kênh cung ứng cho người dân như chương trình khuyến mãi tập trung mùa mua sắm trên địa bàn thành phố năm 2022, đợt 2 từ 15 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12, với hạn mức khuyến mãi lên đến 100%, tổ chức kết nối cung cầu hàng hóa giữa thành phố và các tỉnh, thành phố, tổ chức hội chợ xúc tiến tiêu dùng năm 2022. Xuất khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ trong 9 tháng qua tuy có sự tăng trưởng, nhưng từ tháng 5 cho đến nay, doanh số giảm và tháng 9 giảm một cách đáng ngại. Có một số các doanh nghiệp đã thiếu đơn hàng nên hoạt động cầm chừng. Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, tháng 9 vừa qua, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt hơn 1 tỷ đô la Mỹ, giảm 21% so với tháng trước. Trong đó, xuất khẩu sản phẩm gỗ giảm đến 17% so với tháng 8. Đây là mức giảm mạnh nhất trong lịch sử ngành gỗ. Cộng dồn 9 tháng xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ vẫn tăng trưởng 10,2% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt hơn 12 tỷ đô la Mỹ. Riêng xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 8,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm 2021. Nhìn chung, tình hình hoạt động của ngành gỗ trong thời gian qua không khả quan. Từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2022, xuất khẩu gỗ rất tốt, doanh số tăng, nhưng từ tháng 5 đến tháng 9, doanh số giảm và giảm một cách đáng quan ngại. Do hầu hết các doanh nghiệp đều thiếu đơn hàng, chỉ có một số doanh nghiệp đủ công việc để làm 6 ngày một tuần. Theo thống kê, có đến 50% doanh nghiệp giảm 50% công suất. Tình hình hiện nay là rất xấu và không biết tình hình này sẽ còn kéo dài đến khi nào. Việt Nam là một nước nông nghiệp, nhưng có một thực tế đáng buồn là sản phẩm chăn nuôi của nước ta xuất khẩu chính ngạch gần như không đáng kể. Một trong những rào cản đó chính là dư lượng kháng sinh. Một bài toán khó đặt ra với ngành chăn nuôi của nước ta đó là kiểm soát giảm thiểu việc sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi. Có như vậy thì ngành chăn nuôi mới có thể hướng đến một tương lai tươi sáng, đó là xuất khẩu chính ngạch.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, năm 2021, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi đạt 440 triệu USD, trong khi đó nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi đạt 3,4 tỷ USD. Như vậy, năm 2021, nhóm sản phẩm chăn nuôi nhập siêu gần 3 tỷ USD. Nhập khẩu cao gấp 7 lần xuất khẩu nên thâm hụt thương mại các sản phẩm chăn nuôi vẫn lên tới gần 3 tỷ USD. Những con số cho thấy rõ nhất tình hình chăn nuôi của nước ta. Là một nước nông nghiệp nhưng chúng ta lại trở thành thị trường béo bở trong lĩnh vực sản phẩm chăn nuôi như thịt lợn, thịt gà, thịt bò. Chiến lược ngành chăn nuôi giai đoạn 2008-2020 từng nêu mục tiêu. Đến năm 2020, xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi đạt 1,2 đến 1,5 tỷ USD một năm. Trong đó, xuất khẩu thịt lợn đạt 500 đến 800 triệu USD một năm. Tuy nhiên, đến năm 2021, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi mới đạt 440 triệu USD. Nhắc lại điều này để thấy, mục tiêu xuất khẩu trong chiến lược giai đoạn 2021-2030 là thách thức không nhỏ với ngành nông nghiệp nói chung, lĩnh vực chăn nuôi, chế biến, kinh doanh xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi nói riêng. Cái việc xuất khẩu đối với sản phẩm chăn nuôi thì còn rất hạn chế. Đấy, ở chỗ này nó còn rất nhiều yếu tố. Thứ nhất là về chăn nuôi chưa đảm bảo được an toàn sinh học, chăn nuôi chưa đảm bảo, chưa có được những cái vùng để đủ điều kiện, ví dụ an toàn dịch bệnh, một số cái bệnh quy định. Đấy, thứ nhất là cái sản phẩm mình muốn xuất khẩu đi thì nó phải đáp ứng được cái nước nhập khẩu, những cái yêu cầu về mặt hàng rào kỹ thuật của người ta. Nhưng mà trong khi đó thì cũng phải nói là mình còn có những cái khó khăn. Thế và trong đó thì nó có những hàng rào kỹ thuật, ví dụ tồn dư kháng sinh cũng là cái điều kiện hàng rào của một số những cái nước. Tại hội thảo tăng cường nhận thức về kháng kháng sinh dành cho các doanh nghiệp chuỗi sản xuất thức ăn, chăn nuôi, chế biến, các chuyên gia lo ngại thực tế việc lạm dụng kháng sinh trong chăn nuôi, phòng trị bệnh qua nước uống và tiêm dẫn tới tồn dư kháng sinh trên thực phẩm rất đáng lo ngại. Hàm lượng nhiều loại kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi qua kiểm tra có nơi vượt mức cho phép nhiều lần. Cùng với đó, hiện tượng người chăn nuôi dùng kháng sinh không đúng thời gian cách ly trước khi giết mổ, thậm chí còn sử dụng kháng sinh ngoài danh mục, chất cấm vào thức ăn chăn nuôi, khiến câu chuyện quản lý còn phức tạp, khó khăn hơn. Trong cái quy định hướng dẫn là khi mà vật nuôi nhỏ thì người ta vẫn cho phép một lượng kháng sinh, nhưng mà trong cái danh mục kháng sinh được phép, đấy là một. Nếu như tuân thủ đúng như vậy thì cái vấn đề đó nó không quá nặng so với vấn đề gây hại cho vấn đề về kháng thuốc. Nhưng tuy nhiên cái việc đó chúng ta kiểm soát cái việc đó như này, ví dụ chúng ta đưa cái lượng kháng sinh trong thức ăn đó từ khi nào, vào giai đoạn nào, với hàm lượng bao nhiêu, ai kiểm soát. Thì hiện nay cái hệ thống chúng ta quản lý các thông tin dữ liệu đấy nó chưa có được rõ và chưa minh bạch. Thực tế, do tồn dư kháng sinh nên một số sản phẩm chăn nuôi của Việt Nam chưa thể xuất khẩu. Nguyên nhân là sử dụng kháng sinh không đúng liều lượng, thời gian cách ly. Tuy nhiên, dù không xuất khẩu nhưng cũng phải siết chặt vấn đề kháng sinh vì người tiêu dùng Việt cũng cần được đảm bảo bữa ăn an toàn. Người chăn nuôi phải thay đổi và phải sản xuất theo một cái chuỗi mang tính chất bền vững thì mới có thể phục vụ ngay cái sản phẩm trong nước cũng như là sản phẩm xuất khẩu ra. Tuyên truyền nhiều nó sẽ ngấm dần vào cái người chăn nuôi và phải tuyên truyền cái tác hại của cái việc sử dụng kháng sinh, tồn dư kháng sinh như thế nào trong cái thực phẩm cũng như nó ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Rõ ràng sự tồn dư kháng sinh có trong thực phẩm không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng khi tiêu thụ thực phẩm mà còn gây nên những tổn thất về kinh tế. Sản phẩm chăn nuôi của Việt Nam hầu như chưa thể xuất khẩu vì vướng rào cản kỹ thuật, trong đó có dư lượng kháng sinh. Và một dấu hiệu tích cực là hiện nay, một số công ty mô hình 3F, tức chuỗi sản xuất thức ăn, chăn nuôi, chế biến, đã kiểm soát tốt việc sử dụng kháng sinh cho sản phẩm an toàn, chất lượng và có thể xuất khẩu. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin Dòng chảy cuộc sống của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Biểu giá điện bán lẻ mới mà Bộ Công Thương đề xuất được cho là sẽ có lợi cho những hộ dùng ít điện. Tuy nhiên thực tế có bao nhiêu hộ được hưởng lợi từ cái lợi này? Nội dung này sẽ có trong bản tin Dòng chảy cuộc sống ngày mai.